Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại sự kiện tư vấn tuyển sinh 2017 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sự kiện này đã được các bạn học sinh hưởng ứng rất hào hứng. Các câu hỏi, các thắc mắc của các bạn học sinh được các thầy cô giáo từ các khoa cũng như phòng đào tạo trả lời rất nhiệt tình. Và các bạn hãy theo chân tôi phỏng vấn một số bạn học sinh nhé. Bạn biết đến trường kiến trúc khoa của mình thì nào? Trường kiến trúc thì mình biết qua những người đã học khóa trước mình, những anh chị đấy là những người hướng nghiệp cho mình ạ. Mình cũng thấy cảm thấy là mình rất yêu quý môi trường này, mình cũng có những cái hoạt động rất là vui vẻ và sáng tạo, rất là quý lực. Vâng, và mình xây được một cái ngành rất là nhiều nhất. Thì bạn thấy được lời giải đáp tư vấn của các thầy cô ở trường mình như thế nào? Dạ, thầy cô thì giải thích các bạn rất là nhiệt tình ạ, và những cái băn khoăn. Đây là lần thứ mấy bạn đến với trường kiến trúc? Đây là lần đầu tiên, và ngày đầu tiên này cũng là lần đưa cho mình trường. Đây là một môi trường mà mọi người rất là hòa đồng và mọi người rất là nhiệt tình. Và ngày hôm nay bạn đến với cái sự kiện mà tư vấn thông tin tuyển sinh này thì bạn thấy ấn tượng nhất điều gì ở trường kiến trúc? Ấn tượng nhất đấy là các anh chị sinh viên rất là nhiệt tình ạ. Em hỏi thì các anh chị sinh viên đều có thể giúp đỡ, và các thầy cô tư vấn thì đều giải đáp rất nhiều thắc mắc của em và cũng như mọi người. Đấy ạ. Bạn có thấy hài lòng với những cái lời giải đáp từ các thầy cô giáo ở trường mình không? Vâng, như em vừa nói, các anh chị sinh viên và các thầy cô thì đều rất là nhiệt tình ạ. Nên là có thắc mắc thì các thầy cô đã giải đáp tất cả rồi ạ. Nên là rất cảm ơn các thầy cô và các anh chị ạ. Đến hẹn lại lên, ngày hội tư vấn tuyển sinh HOU được nhiều phụ huynh, thí sinh biết đến với hình ảnh một trường đại học chuẩn quốc tế, hiện đại và thân thiện. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều phụ huynh và học sinh trung học phổ thông đã đổ về khuôn viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội để tham gia ngày hội. Hơn 10 gian tư vấn của các khoa, phòng ban chức năng trong trường đã kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn cho thí sinh, phụ huynh về lựa chọn các ngành học trước mùa tuyển sinh 2017. Ngày hội là nơi để các em trung học phổ thông, đặc biệt là học sinh lớp 12 và các bậc phụ huynh, giáo viên được tiếp cận với nguồn thông tin chuẩn xác nhất về cách thức, chỉ tiêu tuyển sinh, điều kiện học tập, cơ hội việc làm tại gian tư vấn của các khoa thuộc trường. Trong không khí hào hức của ngày hội tư vấn tuyển sinh 2017 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng các thầy cô giáo cũng như các bạn học sinh, xem các thầy cô giáo và các bạn học sinh nghĩ gì về sự kiện này nhé. Em chào cô ạ, em có thể xin phép cô một chút thời gian được không ạ? Chào em. Cô có thể giới thiệu về tên tuổi cũng như là thông tin về bản thân được không ạ? Cô tên là Linh, cô đang là giảng viên của khoa quản lý đô thị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Cô có suy nghĩ gì về ngày hội tư vấn tuyển sinh ngày hôm nay? Thực ra thì cái ngày hội tư vấn tuyển sinh là một cái ngày rất là có ý nghĩa đối với các thầy cô giáo và đặc biệt là đối với các bạn sinh viên, bởi vì là nhân cái dịp này thì các bạn học sinh cấp 3 ấy, thì các bạn có thể tới để có thể lắng nghe những cái tư vấn, như là có thể tìm hiểu về cái môi trường đại học, nơi mà các bạn sẽ chuẩn bị bước sang một cái chặng đường mới, một con đường mới trong cái công việc học tập của mình. Và ngày hôm nay cô đã được gặp gỡ rất nhiều các bạn học sinh đến để tham khảo và hỏi đáp về các thông tin tuyển sinh, thì cô có suy nghĩ gì về các bạn ý ạ? Các bạn này rất là trẻ. Tại vì là các bạn ý có thể là cái mình rất là nhiều tuổi, cho nên là khi mà gặp các bạn ý thì mình cảm thấy rất là vui, mình gần như là mình được trẻ lại vậy. Hơn nữa thì thực ra thì các bạn ý đang học còn cấp 3, cho nên là các bạn ý cũng có rất là nhiều những cái suy nghĩ và các bạn ý rất là vô tư. Khi mà tới với các trường kiến trúc, được gặp gỡ với các thầy cô giáo và các anh chị sinh viên ở đây thì nhiều bạn cũng cảm thấy rất là háo hức. Và cô cũng hy vọng là đó sẽ là một cái thế hệ sinh viên mới để có thể giúp cho trường mình ngày một phát triển hơn nữa, cả về lĩnh vực học tập cũng như là về những hoạt động ngoại khóa. Và cô có lời chúc nào muốn gửi đến các bạn ý trước kỳ thi sắp tới không ạ? Nếu mà một lời chúc thì chắc là chỉ chúc các bạn thật là bình tĩnh thôi. Bởi vì là nếu như chúng ta bình tĩnh thì chắc chắn là cái kết quả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đối với những cái kỳ thi mà các bạn sắp phải trải qua. Chúc các bạn sẽ thật là bình tĩnh để có thể hoàn thành thật tốt và sẽ đạt những kết quả tốt nhất các bạn có thể. Lời chúc thì có lẽ là đầu tiên sẽ là chúc cho các bạn sự cấp 3 hoàn thành tốt kỳ thi cấp 3, sau đấy là sẽ đạt được những nguyện vọng trong năm tới thì các bạn đăng ký vào ngành. Thật ra là học trường kiến trúc thì
em phải thật sự có đam mê và thật sự là cố gắng. Thì anh mong rằng là mấy đứa thi thật sự tốt, và anh mong là năm nay là sẽ có thật nhiều những người giỏi, tài năng thật sự vào trường, và cùng nhau thì có thể học, giúp đỡ, trò chuyện với nhau. Thì mong rằng mấy đứa thi thật tốt, và mong rằng là cái đợt mà đi thi ấy, anh được là đi lúc mà mọi người trường anh sẽ gặp lại mấy đứa, và lúc này mới sinh viên là quá khăn rồi. Sự kiện tư vấn tuyển sinh 2017 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra rất thành công tốt đẹp. Và lời cuối cùng, Trần Hiếu Trung, phóng viên của Hội Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, xin chúc các sĩ tử sẽ có một kỳ thi đạt kết quả như mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.